Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 72, ôn tập hình học, vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 118 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu là gì? Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Rồi, yêu cầu này, đo độ dài các đoạn thẳng rồi cho biết đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất. À, như vậy thì yêu cầu mày đo, sau đó xác định xem đoạn nào là dài nhất và đoạn nào là ngắn nhất này. Đây, chúng mình sẽ dùng cái thước có đơn vị là cm đây này. Đó, chú ý này, đây đơn vị đây là cm nha, còn ở phía bên này là đơn vị đây là inch nha các em. Đấy, khác nhau nha. Rồi, như vậy đây các em sẽ đo này, đoạn thẳng AB này dài mấy đây các em? 5 cm. Đấy, thầy sẽ viết vào đây luôn, đoạn thẳng này là 5 cm này. Rồi, đoạn thẳng CD này, từ C cho đến D này, mấy đây? 6 cm, đúng không nào? 6 cm. Rồi, và đoạn thẳng đây là đoạn thẳng gì? ED này, EG này, mấy? 7 cm này. Đó, như vậy mình đã có số đo của ba cái đoạn thẳng này rồi. Bây giờ mình sẽ trả lời nè. Đoạn thẳng dài nhất là, vậy thì các em thấy này, 5, 6, 7. 7 là dài nhất. Vậy tên đoạn thẳng này là gì? EG. Đấy, các em phải viết tên đoạn thẳng nha. EG này. Rồi, đoạn thẳng ngắn nhất là, đây, AB. Đơn giản không? Quá đơn giản. Xong, sang bài số 2. Người ta yêu cầu này, vẽ đoạn thẳng MN dài 8 cm. À, vậy thì để mà vẽ được á, thì chúng ta sẽ đánh dấu một cái điểm đầu tiên này. Điểm đầu tiên chúng ta đây sẽ là điểm gì? Điểm M. Từ cái điểm mình đánh dấu đây này, mình sẽ dùng thước, dùng thước này, đến mấy? 8 cm này. Đó, 8 cm đây. Đấy, và chúng ta đánh dấu cái điểm đó. Vậy thì đây chính là điểm gì? Điểm N này. Và mình nối từ M đến gì? Đến N này. Đó, các em sẽ được đoạn thẳng MN. Và đây có đơn vị là 8 cm. Xong chưa? Đấy, dễ như là ăn cơm đúng không? Rồi, sang bài số 3. Người ta hỏi điền cái số nào. Như vậy ở đây ta cho này, cái đường gấp khúc này, có đoạn AB là 13, BC 14, CD là 14 nè. Ta hỏi câu A này, độ dài đường gấp khúc ABC là ABC này, tức ta hỏi đến đây thôi. Vậy thì mình muốn biết nó dài bao nhiêu cm thì các em chỉ việc cộng cái gì? Cộng đoạn AB là 13 với đoạn B gì? BC này, 14 nè. Vậy thì đây sẽ được bao nhiêu? 27 cm nhá. Được chưa? Rồi, câu B này, độ dài đường gấp khúc BCD này, BCD. Đó, vậy thì BC là bao nhiêu? 14. CD là 14 nè. Đấy, vậy thì đây là bao nhiêu các em? 28 cm. Rồi, câu D này, độ dài đường gấp khúc ABCD. Đấy, tức là gì? Từ A cho đến D này thì sẽ là 13 này cộng 10, 14 này cộng với 10, 14 này. Đấy, các em có thể cộng như này, 3 với 4 là 7, 7 cộng 4 11, viết 1 nhớ 1, 1 này chúng ta nhớ 1 là 2, vậy thì 2 cộng 1 là 3, 3 cộng với 1 là 4. Như vậy nó sẽ dài bao nhiêu? 41 cm. Khá dễ dàng đúng không nào? Xong nha. Rồi, bài số 4.
kiến xám đến đĩa kẹo theo đường MNPQO và kiến đen thì theo đường ABCD EGHO. Đây, chúng ta sang cái hình đây. Như vậy đây có một cái đĩa kẹo rất là thơm ngon, đúng không? Và chúng ta biết là kiến rất là thích ngọt, đặc biệt là gì? Đường và kẹo này. Đây đĩa kẹo này, đây chú kiến xám này, và đây chú kiến đen này. Cái đường đi của kiến xám này, M này, P này, Q này, O này, được chưa? M nào P Q O này, kiến đen đi này. Đấy, như vậy thế hả? Chúng ta quan sát này, mỗi một cái ô đây này, chiều từ đây đến đây là 1 cm này, từ đây xuống đây là mấy? 1 cm, đúng không? Vậy bây giờ người ta hỏi này, độ dài đường đi của kiến xám là bao nhiêu? Đó, vậy thì mình sẽ đếm ô ở đây thôi. Như vậy từ đây đến đây là 1 này, đến đây là 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 10, 16. Như vậy nó là 16 cái ô như thế này thì nó sẽ là 16 cm. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tính là độ dài đường đi của con kiến đen này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 15. Như vậy con kiến đen đi là bao nhiêu? 15 ô, nó sẽ là 15 cm. Rồi, câu C là gì? Tổng độ dài đường đi của hai con kiến. À, tổng độ dài thì sẽ lấy 10, 16 cộng 10, 15. Được chưa? 6 cộng 5 là 11. Viết 1 nhớ 1. 1 đây chúng ta nhớ 1 là 2. Vậy thì 2 cộng 1 là 3. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 31 cm. 31 cm. Khá dễ dàng, đúng không? Rồi, bài số 5. Cây cầu là đường gấp khúc ABCD. Đây cây cầu này các em, gấp khúc này AB này, BC này, CD này, được chưa? Dài là 130 m, tức là cái đường gấp khúc này dài là 130 m. Tính độ dài đoạn cầu nằm ngang. Đây, tức là tính cái đoạn này này các em, từ B đến C. Biết tổng độ dài của AB và CD là 80, tức là biết AB này cộng với CD đây là 80. Vậy thì tổng của nó là 130, hai cái đoạn này nè cộng với nhau là 80. Vậy thì các em thấy nè, A, B, C, D là bằng bao nhiêu? 130 cm. Được chưa? Đoạn AB này cộng với đoạn C, CD đây này thì bằng bao nhiêu đây? 80. À đây là độ dài là mét nhé, không phải cm. Mét, 80 m. Như vậy thì giờ chỉ còn đoạn B gì? BC này, người ta hỏi cái đoạn này này là bao nhiêu mét. Vậy thì mình muốn biết mình chỉ cần lấy gì? Tổng độ dài trừ đi tổng của hai cái đoạn hai bên này thì sẽ ra đoạn còn lại này thôi. Đúng nè, đấy các em phải hình dung được. Như vậy người ta hỏi độ dài đoạn cầu nằm ngang BC thì mình sẽ trả lời độ dài đoạn cầu nè nằm ngang tên cái đoạn cầu này là BC sẽ là bao nhiêu các em? 130, các em trừ đi gì? Tổng hai bên là trừ cho 8 gì? 80. 130 trừ 8, 80. Đấy, các em tiến hành trừ. 1, 3, 0 này, trừ 8, 0 này. 0 này, 3, 0 trừ cho 8 mượn 1, 13 trừ 8 bằng 5. 1 này trả 1 bằng 0. Đấy, như vậy thì sẽ còn bao nhiêu? 50. 50 đơn vị đây là
mét. Dễ không em? Khá dễ dàng nếu mà các em hình dung được nhá. Đáp số đoạn BC là dài 50 mét. Xong chưa? Rồi, còn nữa không? À, như vậy đến đây chúng mình đã hoàn thành được cái tiết số 2. Và đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhá.